Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đói bụng quá. Bây giờ mình vô bếp, mình sẽ nấu một món là mì xào với lobster. Bên đây thì mình cũng sửa soạn xong hết rồi nha mọi người, cho mọi người xem nè. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đây là lobster. Đây là lobster. Thì mình tách lobster ra, nhưng mà hai cái càng thì mình vẫn giữ hai cái càng như vậy nhìn nó mới hấp dẫn. Cái này là cần và dị leo mọi người phải có nha. Thì mình trụng sẵn xong rồi nè, bây giờ mình để cho nó rám nước, rồi bây giờ mình đã xào xong hết rồi mình trộn với mì nha mọi người. Đây là dầu ô liu, thì mình sẽ cho một phần dầu ô liu vào nha mọi người. Mình sẽ bỏ tỏi vào. Đường, bột ngọt, muối, một chút muối. Mình sẽ bỏ một chút muối, một chút đường, một chút bột ngọt. Và mình sẽ dặn lửa nhỏ xuống cho nó thấm vào. Cái này mình chỉ là làm nấu ăn hàng ngày thôi nhé, không phải là. Sau đó mình bỏ rau vào. Mình chọn luôn. Sau đó mình sẽ đợi. Và đây đã hoàn thành và bây giờ mình sẽ trộn với mì nha mọi người. Và mình sẽ cho mọi người thấy nó hấp dẫn cỡ nào. Mình sẽ làm cho mì tan ra. Và sau đó mình sẽ bỏ hải sản vào. Mình sẽ trộn lên cho đều cho mì nó thấm vào gia vị. Thì bữa nay mình làm mì gói, mình đang đói, mình đói bụng và ngày hôm nay mình đã làm thành công. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đã làm xong rồi nè, thấy chưa? Thì hôm nay mình đang đói bụng, giờ trưa thì mình có làm ăn. Thì ở đây thì mình có nước, cái này là diet diet Coke. Còn nước mắm thì cái bữa mình làm đó, bạn lại chơi ăn lobster nướng thì mình còn luôn. Rất là kẹo. Bỏ một miếng thấm. Mọi người thấy không ạ? Ngon tuyệt đỉnh luôn.
Con tôm này thịt nhiều ạ. Hồi sáng mình cũng chưa ăn, ăn sáng nữa. Mình uống thuốc á. Nó hứng là nấu ăn thôi. Sáng uống thuốc rồi á, cái mình bị đói bụng nó còn cào. Bây giờ mình chẳng có gì nấu cả, mở tủ ra thì thấy bữa hổm còn con lobster với mì nên chiên. Ngon trước giờ mình ít nấu lắm, tại ở nhà có người nấu á, mình nên làm biếng á. Còn bây giờ muốn ăn là phải lăn vô bếp mà làm. Mới chiên thêm một cái trứng nữa. À, mình có tin vui thông báo cho mọi người, mình vừa nhận được 1.200. À, có 1.200 ở nhà mình cũng đỡ, dạo này không có đi làm á mọi người, đóng tiền đủ thứ hết. Bữa trước thì bạn mình tới chơi, bữa nay ở nhà một mình. Mình rất thích ăn lobster,
Nên thường thường á, lâu lâu cái mình đi mua lóc xoài gì mình nấu ăn. Nhà này là mình thuê, mình ở riêng mọi người, nhà đông người mệt. Ăn hết đồ dĩa luôn. Dạo này bao tử mình rộng ghê, ăn gì cũng nhiều hết. Mùa dịch này chỉ biết ở nhà ăn uống ngủ. Ok, cũng đã xong một buổi trưa. Mong gặp lại các bạn lần sau nấu một món khác nữa. Nấu món xào hấp dẫn hơn. Mình thì chỉ có ăn một mình, chừng nào có bạn thì mình mới làm nhiều thôi. Còn không có bạn á, thì mình ăn một mình thì mình làm trung bình thôi, vừa đủ, cái gì cũng vừa đủ nho nhỏ, không có làm nhiều hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Năm 2